Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Con nghĩ rằng ngày nay đạo đức của con người xuống cấp quá, lên thiên tai, bão lũ mới lớn như vậy. Đức Phật có chỉ dạy pháp môn gì để tiêu trừ tai ương, khổ nạn cho chúng sinh không ạ? Đạo đức của con người xuống cấp là do không học đạo tu tâm. Không học đạo tu tâm thì phiền não tham sân si tăng trưởng lên. Phiền não tăng sân si tăng trưởng lên thì tạo ra những ác nghiệp. Thì tạo ra những cái ác nghiệp rồi thì sẽ có những cái ác báo nó phát sinh. Nên là mới có tam tai. Đó là những cái chiến tranh hoặc là dịch bệnh hoặc thiên tai. Đấy là những cái tam tai. Thiên tai thì nó sẽ đi kèm với nạn đói. Đã có thiên tai thì hay sẽ có đói kém đi theo. Thế là cái tam tai ở trên đời vậy, nó sinh ra từ những cái tam nghiệp của con người, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bất thiện, thì nó sẽ sinh ra những cái nạn tai như vậy. Còn nếu mà khi nào mà cái đạo đức con người tăng trưởng, khi nào con người có học đạo, có tu tâm, thì lúc đấy những cái phiền não tham sân si nó bớt đi. Nó bớt đi thì tạo ra những thiện nghiệp, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. Những người nào sống ở trên đời cũng thấm nhuần được những cái đạo lý, thấm nhuần những cái đạo đức, có những cái thiện hành, thiện nghiệp ở nơi thân, nơi khẩu, nơi ý như vậy, thì sẽ làm cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Thì cái này nó cũng là cái nghiệp của con người tạo ra. Thì nó và trong kinh hay là Đức Phật dạy những cái pháp môn để tiêu trừ tai ương cho đời, thì đối với các Phật tử mà bên Nguyên Thủy Nam Truyền ai cũng biết đến một cái bài kinh rất là phổ thông, đó là kinh Châu Báu. Bài kinh Châu Báu được Đức Phật thuyết giảng trong một cái hoàn cảnh, đó là cái đất nước Vesani của các cái vị Nixavi. Thời ấy các vị ấy cũng có những cái tai ương nạn ách, đó là có cái dịch bệnh thiên tai rồi nạn đói, người chết rất nhiều, phi nhân hoành hành quấy nhiễu. Rồi lúc ấy các vị hoàng tử Nixavi đã đến thỉnh mời Đức Phật đến để hóa giải những tai ương này. Thì Đức Phật đã nhận lời và đã đến cái thành Vesani ấy. Rồi cái đến thành Vesani ấy, Đức Phật đã hóa giải cái tai ương cho cái dân chúng ấy bằng cách là Đức Phật dạy cho tôn giả An Nan là hãy đi vòng quanh cái thành Vesani này để tụng nên các cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp và ân đức của Tăng, và tức là tuyên nói nên những cái lời chân thật, nói nên các sự thật, tuyên bố các sự thật và khởi nên cái ước nguyện mong cho những cái chúng sinh ở nơi đây được an lành. Thì trong bài kinh mới nói tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng tụng chỉ kinh Châu Báu suốt trọn cả ba canh quanh vòng thành Vesani, niệm tất cả ân đức của Như Lai đại nguyện là 30 pháp độ, 10 thường ba la mật, 10 thắng ba la mật, 5 pháp đại xả thí và cả ba đại hạnh cho thân tộc, đại hạnh cho thế gian, đại hạnh quả vị Phật trong kiếp chóp giáng trần, xuất gia làm đạo giải thoát khỏi mọi cái khổ đau ấy. Thì với một cái người mà muốn cho có được cái sự bình an ấy, cho cái pháp để cho được cái dân chúng được bình an, thì cứ người ấy thứ nhất là phải có được một cái lòng từ tâm vô lượng, phải là có cái lòng từ bi vô lượng trước. Vậy thì cái bi ấy cần phải thực hành cái thiền tâm từ cho thâm sâu, thì phải có cái tâm từ đó, là bi ấy cần phải giữ được cái tâm định tĩnh, tỉnh giác hướng về những cái chúng sinh đang khốn khổ, đang đau khổ, và khởi lên cái mong muốn là cầu mong cho những người này, những người hiền thiện này thoát hiểm nguy, hay cầu mong cho tất cả những chúng sinh sinh linh này thoát khỏi những hiểm nguy. Và mình cứ ước ước nguyện như vậy, khởi cái tâm như vậy, đấy là một cái lòng từ, mở rộng cái lòng từ đấy ra, không có giới hạn, không có nghĩ rằng người đó là người thân với mình thì mình với từ, hay là người đó là cái người thường, hay người đó là người ghét, mà nó phải được bao dung hết cả những người cao thượng, người thấp kém, những chúng sinh cao thấp khác nhau đều phải hướng đến với một cái lòng từ như vậy, mong muốn cho tất cả mọi chúng sinh, mọi sinh linh trên cõi đời này được thoát khỏi những nguy hiểm, rồi mong muốn cho tất cả mọi sinh linh ấy thoát khỏi những nỗi khổ về thân, cầu mong cho họ thoát khỏi nỗi khổ về thân, hay là hướng tâm đến tất cả mọi sinh linh,
Cầu mong rằng tất cả mọi sinh linh được thoát khỏi nỗi khổ về tâm. Cầu mong cho mọi sinh linh được an vui hạnh phúc. Hay là hướng đến những chúng sinh đang khổ đau, thì niệm rằng cầu mong cho những người hiền thiện này thoát khỏi nỗi khổ đau, cho mọi sinh linh chúng sinh được thoát khỏi khổ đau. Hay là cầu mong cho mọi sinh linh không phải xa lìa những cái an vui, những thành công mà họ đạt được. Hay là niệm rằng tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Cứ niệm 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 như vậy, họ là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Nhưng mà niệm như vậy đấy là cái từ tâm vô lượng. Tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng như vậy, phải có cái lòng từ như vậy. Tôn giả Ananda đã hướng tâm cầu mong cho tất cả những cái chúng sinh đang hội tụ ở nơi đây và các loài địa tiên thiên tiên, mong rằng mọi sinh linh được đẹp ý vui lòng, rồi sinh hãy lắng nghe cái lời dạy này. Tất cả các sinh linh hãy nắng tâm khởi lòng tủ mẫn đối với thảy mọi loài, ban ngày và ban đêm họ dâng lễ cúng dường, vì vậy chờ sau nặng hãy hỗ trì cho họ. Vậy thì tôn giả Ananda ở trong cái hoàn cảnh ấy khởi lên cái lòng từ tâm như vậy, rồi cũng hướng tâm đến cầu nguyện các vị thiên thần, hướng tâm đến cầu vị các vị chư thiên, cũng hãy khởi lòng từ mẫn thương tưởng và tế độ cho những cái chúng sinh đang có những tai ương nạn ách này. Thì rồi sau đó tôn giả Anan tuyên thuyết tuyên bố đến những cái lời chân thật về đức hạnh và trí tuệ của Đức Phật, của Đức Pháp và của Đức Tăng. Thì như vậy không phải một người làm mà nó có thể thành tựu. Vậy tôn giả Anan phải kêu gọi tất cả mọi chúng sinh, cả các vị thiên thần và tất cả mọi người dân hãy sống với nhau bằng lòng từ ái, hãy sống với nhau bằng cái lòng từ bi bác ái. Khi nào mà con người mà sống với nhau bằng ác tâm, ác ý, não hại, chống đối, phỉ báng, chỉ trích lẫn nhau, thì tai ương nạn ách sinh ra. Khi nào mà con người sống với nhau bằng lòng từ bi bác ái, sống với nhau bằng cái lòng từ bi hỷ xả. Vì vậy nên là tôn giả Alan phải đi khắp cái vòng thành đấy, kêu gọi mọi người đừng có sân hận với nhau, đừng ác ý với nhau, đừng não hại với nhau, đừng phiền não với nhau nữa, mà hãy khởi lòng từ mẫn với nhau, từ tâm với nhau, thương tưởng nhau, và kêu gọi cả các vị chư thiên, thiên thần, các thần linh cũng vậy. Hãy có cái lòng từ mẫn, từ ái, thương tưởng lẫn nhau và thương mọi chúng sinh này. Chứ một người ngồi đấy rải tâm từ không có hiệu quả được. Mà tất cả mọi người cần phải khởi lên từ tâm, phải diệt hết những ác tâm, những sân tâm, những não hại tâm, những ác ý với nhau đi. Những cái điều ấy thì mới chuyển hóa được tai ương. Điều ấy mới có thể phát sinh ra những cái điều cát tường được. Thì lúc đấy tôn giả Anan kêu gọi như vậy, mọi người hãy khởi lòng từ ái lên, khởi lòng từ mẫn lên, thì thiên tai ách nạn nó sẽ tiêu trừ. Rồi sau đó tất cả mọi người khởi lên những cái đức cung kính, rồi tôn giả Anan mới tuyên thuyết đến đức hạnh của chư Phật. Phàm có tài sản nào đời này hay đời sau hay ở tại thiên giới, có châu báu thù thắng không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thệ, như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Thì tôn giả Anan là mọi người hãy hướng đến cái đức hạnh của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật. Mọi thứ trên cuộc đời này không có gì có thể so sánh bằng giáo pháp của Đức Phật, bằng những cái lời thiện thệ, những cái lời tuyên thuyết của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật cao quý hơn, cao thượng hơn tất cả những cái châu báu hay là những cái tài sản ở cõi đời, cõi người và cõi trời, không có cái gì sánh bằng được cái bằng được giáo pháp của Đức Phật cao thượng thủ thắng. Cho nên là tôn giả Ananda nói đi nói lại như thế, tài sản gì đời này hay đời sau hay tại thiên giới có châu báu thủ thắng, không có gì sánh bằng với Như Lai thiện thệ, như vậy nơi Đức Phật là châu báu thủ diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Và nếu đó là sự thật thì mong rằng mọi loài sẽ thoát khỏi những cái tai ương nạn ách. Ấy là mọi người đều cần phải khởi lên cái tâm như vậy, coi tất cả mọi cái trên đời không gì quý trọng bằng Phật Pháp, không có gì quý trọng bằng giáo Pháp. Vì vậy cho nên có những người ở trên đời, khi người ta hiểu ra được cái sự thù thắng vi diệu của Phật, của giáo Pháp, như vậy người ta mới xây những bảo tháp, những chùa chiền, người ta mới tôn thờ Đức Phật như thế, để cho mọi người nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật, tưởng nhớ đến một bậc A-la-hán chánh đẳng giác với tâm thành kính, với tâm cung kính, với tâm thanh tịnh, với cái ô nhiễm được đoạn trừ, với lòng từ bi được phát khởi. Vì vậy mà vì ấy
được sống an lành, an vui, tự tại, và vì ấy có được cái lợi ích ngay ở trong hiện tại, và vì ấy sẽ được sinh về cái cõi lành ở tương lai, vì ấy có thể dần dần đi đến cái sự giác ngộ giải thoát niết bàn ở trong ngày vị lai nữa. Nhìn đấy là cái pháp để cho mọi cái tai ương được tiêu trừ. Rồi Đức Phật, rồi ngài Tôn giả A Nan mới nói rằng pháp bất tử tối thượng, ni dục diệt phiền não. Đức Thích Ca Mâu Ni có định chứng pháp ấy, không có gì sánh bằng pháp thiền vi diệu ấy. Như vậy nơi đức pháp là châu báu thủ diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Thì cái một cái pháp bất tử tối thượng chính là cái pháp thiền chỉ và thiền quán là pháp bất tử, là pháp tối thượng. Và Đức Phật Thích Ca, Đức Phật có pháp ấy, Đức Phật chỉ dạy pháp ấy cho mọi người tu tập thành tựu được pháp ấy, đó là pháp bất tử tối thượng. Không có gì trên đời này sánh bằng được cái pháp bất tử ấy. Nếu đây là sự thật thì mọi tai ương sẽ được tiêu trừ. Thì nếu như tất cả mọi người đều có tâm như vậy, đều có cái tâm tưởng như vậy, đều có khởi lên cái trí như vậy, thì những người ấy sẽ được an lành, thoát khỏi mọi tai ương nạn ách. Đấy là cái cách thứ hai. Rồi Tôn giả Ananda nói rằng Phật Thanh Văn Duyên Giác nói nên lời tán thán định thù diệu trong sạch, liên tục không gián đoạn, không có gì sánh bằng pháp thiền vi diệu ấy. Như vậy nơi chánh pháp là châu báu thù diệu. Vậy thì cái pháp thực hành thiền là thù diệu nhất, là châu báu cao quý nhất. Nếu đây là sự thật thì mong rằng mọi loài được an vui và thoát khỏi những cái thiên tai nạn ách. Đấy là những cái lời mà Tôn giả Anan thuyết. Rồi Tôn giả Anan mới thuyết rằng thánh tám vị bốn đôi đệ tử đức thiện thệ là những bậc ứng cúng được trí giả tán thán, cũng giảng đến các ngài được kết quả to lớn, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Đấy là các cái vị thanh văn đệ tử của Đức Phật, các vị hiền thánh tăng, là cái ruộng phước điền tối thượng ở đời. Ai mà cúng giảng đến các vị ấy sẽ được những cái phước lành rất lớn. Nếu đây là sự thật thì mong rằng mọi tai ương nạn ách được tiêu trừ. Và trong cái bài này, bài kinh Châu Báu ấy nói về những cái đức hạnh của chư tăng rất nhiều. Những vị đã ni dục với ý thật kiên trì, đã khéo khéo thụ hành lời dạy Gotama, họ đạt được quả vị, họ thể nhập bất tử, họ chứng đắc dễ dàng, hưởng thọ sự tịch tịnh. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thủ diệu, mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Nếu như người nào tu tập theo giáo pháp ấy thì sẽ chứng đạt, chứng đắc và chứng ngộ được những pháp tịch diệt, tịch tịnh, cái pháp thanh tịnh an vui ấy. Đấy là sự thật. Và nếu đấy là sự thật thì những tai ương hãy được tiêu trừ. Ví như cột trụ đá được chôn chặt xuống đốc, dầu bốn hướng cuồng phong cũng không hề nay chuyển. Ta nói bậc chân nhân giác ngộ tứ thánh đế sẽ tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Thì đấy là cái bài kinh Châu Báu rất là dài như vậy, và chỉ nói về ân của Phật, ân của pháp, ân của tăng. Rồi Tôn giả Ananda và kêu gọi tất cả các chư thiên nào đã tụ hội nơi đây, hoặc trên mảnh đất này, hoặc chính giữa hơi không, hãy đảnh lễ Đức Phật đã như thực xuất hiện, được loài trời loài người đảnh lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Hãy đảnh lễ Đức Pháp đã như thật xuất hiện, hãy đảnh lễ Đức Tăng đã như thật xuất hiện, được loài trời loài người đảnh lễ và cúng dường. Như vậy thì mọi người có cái tâm thành kính, cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, tán thán cái đức hạnh Phật Pháp Tăng, thì đấy là cái nhân để tăng trưởng cái đức hạnh, tăng trưởng trí tuệ. Và nếu như đến một cái lúc nào đó mà những cái ác nhân xuất hiện ở trên đời, người ta phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng, rồi người ta nại xúi dục cho mọi người cùng có cái tâm lý là xiên tạc Phật, phỉ báng Phật, xiên tạc Pháp, phỉ báng Pháp, xiên tạc Tăng, phỉ báng Tăng, thì đấy là người ta đang gieo cái nhân bất hạnh, gieo cái nhân khổ lạ, gieo cái nhân tai ương nạn ách cho đời. Người ta sẽ làm cho cái nền đạo đức ở trên thế gian này bị phá vỡ, bị suy tàn, bị diệt trừ hết cái nền đạo đức, đạo lý ở trên cuộc đời này. Và chính vì cái đạo đức của con người xuống cấp do cái tà tâm, do ác tâm, do sân tâm, do hại tâm, do phiền não tâm, do tham sân si của con người, do không học đạo, do xuyên tạc, do phá hoại đạo đức, do con người không có tôn trọng đạo đức mà lại muốn phá hủy đạo đức, phá hủy đạo pháp. Vậy con người cần phải biết giữ gìn đạo pháp, phải biết giữ gìn cái đạo đức,
phải học đạo, phải tu tâm, thì cái phiền não tham sân si nó diệt trừ đi, rồi cái đạo đức nó sẽ tăng trưởng lên, rồi nhờ vậy mà cái cuộc sống nó sẽ được bình an yên ổn. Thì đấy là trong cái pháp của Đức Phật để tiêu trừ tai ương nạn ách cho đời, thì đó là tìm hiểu ở trong cái bài kinh Châu Báu. Thì mọi người muốn cho thế gian này được cái sự an ổn hạnh phúc là mọi người phải sống với nhau bằng từ tâm, không có sân tâm, không có ác ý, không có não hại với ai, thì chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai sẽ được tiêu trừ. Vậy thì cần phải mọi người phải biết tu tập về lòng từ, tu tập về lòng bi, tu tập lòng hỷ, tu tập lòng xả, phải cung kính Phật, tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng. Thì đấy là nhân của những cái thiện này, của những cái pháp thiện này. Những cái pháp thiện này thì sẽ đem lại những phước này, sẽ đem lại cái sự an vui. Thì những tai ương nạn ách sẽ được tiêu trừ nhờ những cái tâm thiện này, những công đức phước này do mình học đạo tu tâm mà tạo ra. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Kính bạch sư, Đức Phật có dạy rằng người nghe nhiều về giáo pháp mà thuyết pháp cho người nghe ít thì gọi là ác thuyết. Vậy bạn hữu và thân quyến của chúng con là những người chưa hiểu Phật pháp, chúng con muốn chia sẻ giáo pháp với họ thì bằng cách nào là lợi ích nhất ạ? Cái người mà để mà chia sẻ được Phật pháp cho người khác không phải dễ. Cái người đấy phải biết mình, biết người, biết pháp, biết thời, biết xứ, biết cái căn cơ của người khác mới có thể thuyết giảng, mới có thể giáo hóa, hướng dẫn, chỉ dạy được người khác. Nhưng mà nếu như mình không biết người, không biết thời, không biết pháp, nói đúng người, đúng thời, đúng lúc thì nó thành ác thuyết thật. Với người có ác giới, nói giới là người ta sân lên, người ta lại phỉ báng Phật pháp thêm. Với người có san tham, mình nói người ta bố thí, người ta sinh ra khùng lên, rồi người ta lại phỉ báng Phật pháp. Vậy mình phải lựa theo xem cái người đấy nó thuộc vào cái tánh gì. Tánh tham thì mình phải dạy cho người ta cái pháp để ni tham. Người ta có tánh sân thì phải hướng người ta cái pháp nào để người ta ni sân. Người ta có đức tin thì mình phải hướng cho người ta phát triển đức tin. Nhưng là mấy cái người mà cái tu tâm còn thấp, chưa có cái nội lực, chưa có trí tuệ thì chưa thể độ được người khác. Nên mà hãy no độ mình trước, hãy no tu tâm cho mình trước. Rồi khi cái trí tuệ của mình nó sáng lên, tự mình sẽ biết cái cách với người này cần phải làm như thế nào, thì người ấy mới có thể tiến bộ trên giáo pháp được. Còn nếu như mình chưa có trí thì không làm được chuyện đó. Nên cứ no tu tâm cho mình trước đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc Khả. Với tình hình thiên tai như thời điểm hiện tại ở khu vực phía Bắc, làm con nhớ đến 4 rủi ro bất hạnh và 5 mất mát kiếp người của mà Đức Phật đã dạy. Sư cho con hỏi, ngoài việc hỗ trợ về mặt vật chất như thực phẩm, thuốc men, quần áo, con nên làm gì để hỗ trợ về mặt tinh thần, tâm linh theo đúng pháp? Mỗi ngày con tụng kinh Paritta và hành thiền để hồi hướng chi phước cho đồng bào thì con nên làm gì nữa ạ? Hành thiền đại tâm từ, hành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đến hướng tâm đến những đồng bào đang bị bão lũ ấy, rồi cầu mong cho họ được an lành. Thì bây giờ mình chỉ làm được như thế thôi, còn tùy theo khả năng của mình, mình có thể giúp được đến đâu thì mình giúp. Còn về cái mặt tinh thần, về mặt tâm lý thì mình đâu có sống thân cận với những người ấy để mà khuyên, hay là để mà mình an ủi, hay để mình có thể hướng cho người ta về cái mặt tinh thần đâu. Thì bây giờ mình chỉ có ngồi đấy tu tâm, rải tâm từ, bi hỷ xả đến đồng bào. Và cứ tu tâm như vậy thì nó sẽ có lợi lạc cho cả mình và cả người. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phúc Khả. Khi đọc tin tức hay xem các clip về tình hình bão lũ, tâm con thương cảm nên có sự xúc động mạnh, đôi lúc khóc. Sau đó con tác ý, cầu mong cho họ thoát khỏi khổ, khổ tâm, khổ thân. Chúng sinh có nghiệp là của riêng họ, thì tâm quân bình trở lại. Sư cho con hỏi,
lúc tâm con xúc động hay lúc khóc thì đó là tâm sân hay tâm từ, và con có nên tiếp tục xem đọc tin tức như vậy nữa không ạ? Thực ra thì đấy là cái tâm bi, nhưng mà do cái tâm bi của mình nó trội quá, nó lấn át mất cái trí tuệ, nên nó bi mẫn quá mức, nên thì nó thành ra cái tình thương nó bị lớn quá, thành ra mình bị xúc động như thế thôi, chứ đó không phải là cái tâm sân ác ý gì, mà đó là cái tâm thiện. Nhưng mà tâm bi mẫn nó quá lớn nên là cái si nó lấn át mất cái tuệ rồi. Thì mình phải thực hành thiền tâm bi, tức là mình thấy là những cái những hoàn cảnh khổ đau như vậy, và chú tâm mình hướng đến hình ảnh ấy, và mình niệm là cầu mong cho họ thoát khổ đau, cầu mong cho họ thoát khổ đau. Cứ niệm niệm như vậy, thì trong cái lúc niệm ấy, nó có cái vô tham, vô sân và vô si, nó đi kèm với cái thiện tâm hợp trí tuệ ấy, thì cái tâm đấy sẽ cao thượng hơn là mình chỉ quan sát bằng cái tâm thông thường rồi mình sinh ra cái bùi ngùi xúc động. Cái bùi ngùi xúc động đấy nó không bằng cái tâm bi mà đi kèm với chánh trí. Con xin đọc câu hỏi của hành giả từ Hạnh. Nhiều lúc con nhìn những cảnh thương tâm, khó khăn của người khác, con thấy buồn và chảy nước mắt, và tâm trạng đó cứ kéo dài mãi. Liệu đó có phải là tâm hành xấu không ạ? Cái tâm đấy thì nó cũng, nếu như mà cứ để cho cái tâm đấy nó phát triển mạnh quá thì không tốt. Không tốt, nó không phải là xấu thì nó không phải là xấu lắm, nhưng tốt thì nó không tốt. Mà mình phải có cái trí tuệ bằng, đấy nó chỉ là cái vọng tưởng, cái suy tư của mình, do cái tình cảm nó mạnh quá, nó lấn át cái tình nó mạnh quá, nó lấn át mất cái trí là vậy. Nên là cần phải có cái tâm hành thiền. Hành thiền tâm từ tâm bi thì nó sẽ tốt hơn là cứ ngồi đấy suy nghĩ bèn vong đấy, nó chỉ là cái vọng tưởng, xong là cái tình thương ấy nó khởi lên để nó trở thành sầu bi ưu não. Và cái sầu bi ưu não đấy thì nó sẽ làm cho cái tâm mình càng ngày càng yếu đuối, càng yếu ớt đi, làm cho trí tuệ của mình nó lại càng suy giảm đi. Nhưng mà nó là tâm từ bi bác ái thì nó lại làm cho trí tuệ tăng trưởng lên. Vì vậy nên là mình phải biết hành thiền tâm từ tâm bi thì sẽ tốt hơn nhiều. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hương Nguyễn. Con đang làm công việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Công việc này có ảnh hưởng đến giới chánh mạng không ạ? Nếu có thì con nên tác ý như thế nào ạ? Thuốc đấy nếu như mà nó có hại cho người dùng thì mình mới là người có ảnh hưởng đến chánh nghiệp. Nhưng còn nếu cái thuốc ấy nó không ảnh hưởng đến ai mà nó có lợi ích cho thực phẩm, cho người dùng thì lại là một thiện nghiệp. Vậy thì tự mình phải biết là cái việc mình làm ấy là đang làm hại người hay là lợi ích cho người, cho đời. Nó còn căn cứ vào đấy thì mới biết được cái nghiệp của mình là tốt hay xấu. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Thùy Linh trên Zoom ạ. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì chư Tăng Ly có được phép đứng lên kêu gọi mọi người hùn phước để đi làm từ thiện không ạ? Con thấy hiện nay một số người ăn chặn tiền từ thiện rất nhiều, vậy quả báo mà người đó phải gánh là gì ạ? Cái người với người xuất gia không được kêu gọi để người ta chuyển những cái tài khoản đấy về cho mình. Mình không được đứng lên để đụng, để cầm, để làm chủ cái tài khoản ấy. Người xuất gia được phép khuyên người khác làm những việc từ thiện, giúp đỡ người khác, bố thí, cứu độ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì đó là một cái việc đáng làm, nên làm, giúp đỡ nhau trong cái lúc cần thiết. Đấy gọi là bố thí hợp thời, hợp lúc, hợp người. Trong cái lúc khó khăn ấy mà được giúp đỡ thì tạo ra những cái thiện nghiệp công đức lớn. Thì vị xuất gia phải chỉ có được phép khuyến khích người khác làm từ thiện thôi. Chứ vị ấy mà theo đúng pháp nguyên thủy thì vị ấy không được kêu gọi là hãy gom cho tôi. Tức là mình không được giữ những cái tài chính ấy. Mình được phép làm nhưng mình không được phép giữ gìn. Vì đụng vào đấy nó sinh ra cái tâm bất thiện lúc nào không biết được. Những người mà ăn chặn tiền từ thiện thì tội lớn, tội cực lớn. Nên sau này làm những cái thân hạ tiện bẩn cùng, nô lệ khổ đau. Thì nhân nào quả đấy thôi, trong lúc người ta khó khăn mà mình lại ăn chặn cái đấy thì sau này mình khó khăn không ai giúp đỡ,
không, thì cái nỗi khổ của mình nó sẽ lớn gấp hàng trăm hàng ngàn lần những cái mà mình đã tạo ra. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Trong bài kinh Asa Lang Chi, con thấy bài kinh này có nhiều oai lực bảo hộ cho hàng tứ chúng khỏi những loài phi nhân quấy nhiễu. Vậy hàng cận sự chúng con tụng đọc bài kinh này thì có được sự che chở hộ trì của các tứ đại vương không ạ? Hay cần phải có điều kiện nào khác ạ? Người mà tụng các cái bài kinh bảo hộ ấy mà để mà có được cái oai lực, có được cái hiệu nghiệm thì vì ấy cần phải có cái tâm rất là thanh tịnh, có giới hạnh thanh tịnh, có cái tâm không có tham đắm mong cầu những cái nội dương. Tức là vì ấy cần phải có học đạo tu tâm, hiểu rất là sâu xa, có cái đời sống phải rất là trong sạch, trong sáng. Chứ còn mong cầu những điều bất chánh thì nó không tốt. Và phải học và hiểu sâu sắc cái ý nghĩa và tụng được bằng tiếng Bali thì càng tốt, thì mới có cái oai lực cao. Nếu mà người nào mà thực hành đúng pháp thì có oai lực, chắc chắn nó sẽ có oai lực. Chỉ khi mình có cái tâm nó không chân chánh thôi, mình hành sai pháp thì mới không có kết quả thôi, chứ hành đúng pháp thì sẽ có kết quả. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Huỳnh Thu Ngân trên YouTube ạ. Pháp như lý tác ý là hiện tượng của pháp hay bản chất của pháp ạ? Và pháp như lý tác ý giúp được cho người tu học pháp ở trường hợp và hoàn cảnh nào vậy ạ? Như lý tác ý, đấy là cái nhận thức của mình đối với các pháp hữu vi hay là vô vi. Mình hiểu các cái pháp đúng với sự thật thì đó là như lý tác ý. Nhưng mà các pháp nó tính chất của nó vốn là vô thường, luôn luôn trong trạng thái sinh diệt, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Nếu như mình thấy đúng như vậy, mình hiểu đúng như vậy thì đấy là như lý tác ý. Còn nếu như mình hiểu sai đi, mình thấy cái pháp đấy là thường, lạc, ngã, tịnh, rồi mình tham ái, tham đắm, thì đấy là phi như lý tác ý, là do mình hiểu sai. Vậy thì cái câu nói ấy, nói đến cái thuật ngữ ấy thì khó hiểu, nhưng mà nói theo cái từ phổ thông thì rất dễ hiểu. Đó là thấy đúng, biết đúng, hiểu đúng, thì đó là như lý tác ý. Thấy sai, biết sai, hiểu sai, đó là phi như lý tác ý. Về tất cả các cái cảnh trần ở bên ngoài, như con mắt mình nó thấy các cảnh, hiểu đúng cái cảnh đấy thì đó là như lý tác ý thôi. Và nó hỗ trợ cho người tu tập đạt đến cái sự giải thoát giác ngộ. Đó là do mình thấy được đúng các sự thật, cho nên là đấy là trí tuệ. Như lý tác ý là trí tuệ. Do trí tuệ càng lúc càng thâm sâu lên thì nó sẽ đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ được phiền não, đi đến giải thoát khổ đau sinh tử. Nên là suốt cái quá trình tu tập mình luôn luôn rèn luyện và phát triển cái như lý tác ý này cho mỗi ngày nó một mạnh mẽ lên. Nó hỗ trợ cho mình diệt trừ được phiền não và tăng trưởng được trí tuệ. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Thị Hậu. Vị tu sĩ trì giới nhiều năm cho rất nhiều Phật tử, nhưng nếu vị đó dùng bằng giả thì việc trì giới của Phật tử có ảnh hưởng không ạ? Cái vị đấy mà giả dối, vị đấy hay là vị đấy phá giới thì vị ấy chịu cái giới ấy. Còn mình là cái người đang thọ trì pháp của Đức Phật chứ đâu phải thọ trì cái pháp của vị đấy đâu mà no. Vị ấy là cái người tuyên thuyết lại pháp của Phật, và mình là người học cái năm giới, các giới là giới của Phật, vị đấy chỉ là cái người giữ gìn lại thôi, như cái kho chứa lại những giáo pháp ấy. Thì cái kho đấy là cái kho tốt hay kho xấu mặc kệ cái kho, là mình sử dụng cái đồ trong kho đấy, vị ấy tốt xấu kệ vị ấy, mình sử dụng cái pháp mà do vị ấy đã giữ gìn được tốt. Còn vị ấy thì có lúc tốt lúc xấu, có thể cái lúc mà vị ấy truyền giới cho mình lúc ấy vị ấy tốt, còn sau này vị ấy xấu vì vị ấy là con người mà, nên là vị ấy dùng bằng thật bằng giả kệ vị đấy. Mai mốt vị ấy đi vào địa ngục hay súc sinh mặc kệ vị ấy, mình cứ bám vào giới là mình sẽ đi về niết bàn giải thoát khổ đau, không ảnh hưởng gì đâu, đừng có no, mặc kệ vị ấy thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Phạm Sơn trên Zoom. Nếu một người muốn đi xuất gia, họ cần chuẩn bị những gì ạ? Họ cần phải học gì, hành gì? Con mong được nghe giảng giải cụ thể ạ. Muốn đi xuất gia thì hãy chuẩn bị tinh thần buông bỏ đời sống tại gia.
thôi, mình có buông xả được hay không, bỏ đi những cái đời sống thế gian về những cái hình tướng, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, bỏ cái phẩm mạo đời, bỏ cái cắt ái từ thân, rồi sau đó hướng đến đoạn trừ phiền não tham sân si. Thì bây giờ mình phải sống tập như thế, tập sống trong một cái khuôn khổ phép tắc. Người xuất gia là đại diện cho ba ngôi tam bảo, cho nên là mình không còn được sống một cách buông nung phóng túng tùy tiện như cái lúc mình sống tại gia nữa, mà phải trang nghiêm, giữ cái hình ảnh, giữ cái hình tượng để phát triển cái niềm tin cho những người tại gia khác nữa. Nên là người xuất gia là phải gánh trên mình những cái nhiệm vụ, nghĩa vụ rất là cao với chính bản thân mình và với cả Phật Pháp, với Tam Bảo, với chúng sinh, với đời nữa, chứ không phải là dễ. Vậy thì mình phải chuẩn bị cái tâm lý như vậy, sẵn sàng buông bỏ như vậy, sẵn sàng sống trong giáo pháp giới như vậy, về định và về tuệ, hay là phải học pháp và thực hành pháp. Tốt nhất là cứ đến một cái môi trường tu tập, mà cái môi trường tu thanh tịnh, phải chuẩn bị cho mình là phải đi tìm một cái môi trường tu thích hợp. Đến một cái môi trường nào đấy mình tập sự xuất gia mà mình thấy rằng cái cuộc sống ở đấy nó thánh thiện, mỗi ngày thì cái phiền não tham sân si của mình nó bớt lên, giới định tuệ nó tăng lên, và thì mình hãy tu tập ở cái môi trường ấy. Hoặc mình thân cận một cái môi trường nào, thân cận những cái vị thầy nào mà mình thấy cái bất thiện của mình nó tăng lên, cái phiền não tham sân si nó tăng lên, rồi cái giới hạnh nó yếu đi, tâm tán loạn, mông lung, loạn tâm, loạn trí này, thì mình biết rằng môi trường ấy không phù hợp. Vị đấy không phải là vị minh sư, mà vị đấy là tà sư, pháp đấy là tà pháp, môi trường ấy là cái môi trường không thích hợp, thì hãy tránh xa môi trường ấy. Thì đấy là hãy chuẩn bị mình đi tầm sư học đạo như vậy, thì rồi sau đó hãy đi tập sự, rồi sau đó hãy xuất gia thật sự. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Zero trên YouTube. Trong Kinh Chánh Tri Kiến, tôn giả Sariputta có nói bốn loại thức ăn, từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn, và thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn. Vậy tại sao phải đoạn diệt thức ăn ạ? Thức ăn ở đây là muốn nói là do mình có cái tham ái đối với các cảnh, như là đoạn thực là thức ăn mà mình ăn uống hàng ngày, thức thực là thức ăn của tâm, tâm của mình nó phải tham ái với cảnh, xúc thực là các căn nó tiếp xúc với cảnh trần, và tư là tạo nghiệp. Thì ý muốn nói là thức ăn là cái sự duy trì cái luân hồi sinh tử. Ngày nào mình còn tham ái đối với thức ăn vật chất hay thức ăn cho tâm, là thức tham ái với cảnh xúc, tham ái tiếp xúc với các cảm thọ, rồi là tạo các cái nghiệp, tham ái với những cái hành động tạo nghiệp của mình đó, thì ngày đấy mình còn luân hồi tái sinh. Còn đoạn diệt thức ăn tức là muốn là đoạn diệt cái tham ái đối với lại các cái cảnh, đến đối với cái nhân của luân hồi sinh tử này. Ý muốn nói là thức ăn là cái mà nó nuôi dưỡng, làm nó duy trì cái vòng tái sinh luân hồi. Khi nào mình đoạn trừ cái thức ăn là mình đoạn trừ cái nhân, nó sinh ra cái luân hồi tái sinh. Thì đấy chính là đoạn trừ cái tham ái, đoạn trừ tham ái với thức ăn vật chất, đoạn trừ tham ái đối với thức ăn của cảm thọ, của thức và hay là của các cái nghiệp ấy, để nó đoạn trừ hết tất cả những nghiệp ấy thì mới chứng ngộ được niết bàn, giải thoát khổ đau. Thì đó là thực hành theo bát chánh đạo là vậy, là đi đến ni tham, đoạn diệt cái tham ái là vậy đó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân. Quyển sách Động Tu Trong Tuyết, cuộc đời của ly sư Tenzin Pamo đã vào động để sống 12 năm. Ở đó, ly sư phải chiến đấu với cái lạnh kinh khủng, với những thú hoang dã, với sự khan hiếm thực phẩm và tuyết lở. Mục tiêu của ly sư là đạt được giác ngộ. Ngày nay, chúng ta tu ở các khóa thiền hay tu ở nhà, có môi trường sống thuận lợi, êm ái, nên sự tiến bộ không nhiều. Thưa sư, trong kinh Phật có bài học nào cho thấy nếu con người tu trong môi trường khắc nghiệt thì sẽ mau giác ngộ không ạ? Suy nghĩ và việc làm của ly sư có đúng không ạ? Chúng ta nên học hỏi để làm theo không ạ?
tập trong môi trường khắc nghiệt. Cái này nó chỉ tùy với, nó phù hợp với từng người thôi, chứ không phải là ai cũng phù hợp. Có những người, nhất là cái người nào mà có cái tánh tham ăn thì cái vị ấy cần phải sống chi túc với cái ăn để vị ấy dứt bỏ cái tánh tham ăn. Vậy thì cái vị ấy cần phải ăn những cái đồ nó không có ngon miệng ấy, vì nó dần dần sẽ hết tham ăn. Vị nào mà có cái tánh tham mặc thì vị đó cần phải hành cái pháp cái tu hạnh đầu đà, mặc y phấn tả, đặt những cái vải nghĩa địa ấy, để cho vị đó không tham với y áo. Vị nào tham ái với chỗ ở thì ở những cái nơi tồi tàn xấu xí. Còn những vị nào mà người ta không có cái tâm tham về ăn ở mặc nó không lớn thì người ta không cần phải đi sống ở cái môi trường khắc nghiệt, không cần phải thực hành những cái pháp khổ hạnh như vậy. Thì cái pháp trong pháp của Phật chỉ có cái pháp tu khổ hạnh đến cái hạnh đầu đà là cao nhất rồi, để đoạn trừ cái tham ái với ăn ở mặc. Thì cái pháp ấy nó phù hợp với những người có tánh tham nam lớn thì mới cần thực hành. Còn những người nào người ta không nặng lòng tham, người ta không cần thực hành pháp ấy. Còn không có pháp, Đức Phật không có dạy là đi tìm môi trường khắc nghiệt mà tu, không có dạy thế, đi đến cái nơi nào mà lạnh hay là nóng để mà thử thách mình chịu đựng những cái khổ nạn ấy, thì pháp của Phật không có dạy. Ai thích hành như vậy thì hành thôi, chứ hành như vậy không ăn thua, hành như vậy không đúng, và như vậy nó bất an loạn tâm, làm sao mà định tĩnh được. Nên là phải có một chú sứ thích hợp mà, thời tiết thích hợp mà, thực phẩm thích hợp, môi trường thích hợp, mà cái thích hợp ở đây là nó phù hợp cho cái việc mà mình có thể thực hành được thiền định, làm cho mình phải an tâm thì mới định tĩnh được. Chứ tâm bất an, tán loạn thì làm sao định tĩnh được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Miêu Nhi trên YouTube. Con có nghe lại bài giảng cũ của sư về thiền tứ đại trong thiền chỉ, có đoạn nói về người có khuynh hướng hay phân tích sẽ hợp với pháp thiền này. Quả thật, khi con thử tập thì thấy rất hoan hỷ và sinh tâm thích thú, bởi ở đời thường con cũng có thói quen hay quan sát, phân tích bản thân và xung quanh. Tuy nhiên, con có phần lúng túng, không rõ, nên bắt đầu với từng bộ phận trên thân hay cả thân để quán đất, nước, lửa, gió. Và khi quán nên tập trung vào các đặc tính của một đại trước, hay cùng lúc phân tích các đặc tính của cả bốn đại. Mong sư chỉ dạy thêm giúp con ạ. Lúc đầu tu tập, mình chỉ tập trung vào một đặc tính thôi, một đặc tính duy nhất, và nó rõ ràng nhất, dễ dàng nhất. Trong 12 đặc tính của đất nước lửa gió, có cái đặc tính của gió, nó nổi trội nhất, dễ nhận biết nhất. Đó là nghi ngồi, tĩnh lặng, giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại, để ý cái hơi thở nó đi vào. Thì cái bụng của mình nó phồng lên, hơi thở đi ra nó xẹp xuống. Và mình hướng tâm vào cái sự phồng xẹp đấy, và mình sẽ thấy được cái tính chuyển động của đấy, và niệm đầy 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 đầy. Đấy là dễ nhất. Cái cách thứ hai, mình không thích tập cái đấy thì tập bằng cái tính đầy ở trên đỉnh đầu. Để ý cái hơi thở đi vào đi ra, nó có cái lực nó đầy đầy ở trên đỉnh đầu ấy, để hướng tâm lên cái đó, giữ tâm ở cái lực đầy đấy, rồi cứ niệm đầy 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 đầy. Và phải tập đi tập lại, tập liên tục như vậy cho đến khi nào mình định tĩnh nhất tâm, cảm nhận được cái lực đầy ấy rồi thì bắt đầu hãng làm đến những cái tính khác. Thì bước đầu cứ tập như thế đi, chánh niệm tỉnh giác cho nó định tĩnh tuyệt đối đi đã, rồi hãng tập đến những đặc tính thứ hai, tính cứng, tính thô, tính nặng, tính mềm mịn nhẹ, tính chảy dính nóng lạnh, tan chảy kết dính đẩy rung. 12 đặc tính của tứ đại đó phải tập từng cái một, chứ không được vừa mới tập thì chưa thể tập cả bốn cái với nhau được. Không để tập cả 12 đặc tính của bốn đại cùng một lúc với người sơ cơ được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Vô Minh. Khi đi xa về, con thắp hương trên bàn thờ ông bà tổ tiên thì con lên nguyện như thế nào cho đúng pháp ạ? Nếu mà lễ ông bà tổ tiên thì mình cần phải nguyện là cầu mong cho ông bà được sinh về cõi an lành. Con đã tạo ra được những phước lành gì, lễ Phật tụng kinh, nghe pháp ngồi thiền gì, con xin hồi hướng cho ông bà, mong bà tổ tiên hãy hoan hỷ với những cái phước lành mà con đã tạo ra, và cầu mong cho ông bà được thoát khỏi khổ đau. Lễ như thế thôi. Còn mình lễ Phật thì mình cầu nguyện là cầu mong cho con đoạn trừ những ô nhiễm phiền não, chứng ngộ niết bàn trong ngày vị na. Lễ Phật thì nguyện khác. Còn lễ ông bà tổ tiên thì là mình đang tế độ cho ông bà tổ tiên thì mình nguyện khác.
Con xin đọc câu hỏi của hành giả Duyên trên YouTube. Con không phải Phật tử nhưng mong muốn học Phật. Vậy con nên bắt đầu học gì và cần học giáo lý căn bản từ sách gì trước ạ? Bắt đầu thì mình học những cái giáo lý về về nghiệp và quả của nghiệp trước. Đầu tiên là mình học về các cái giữ giới, mình phải hiểu về năm giới, rồi thập thiện, học về những cái pháp về từ thấp đến cao, để hiểu về nhân quả nghiệp báo, về luân hồi tái sinh. Rồi sau đó mình mới học đến những cái pháp cao hơn. Thì tốt nhất là học về Đức Phật và Phật Pháp, học cái pháp về cuộc đời Đức Phật, để rồi sau đó học đến những cái Phật Pháp căn bản như vậy, hoặc là học về lịch sử Đức Phật, Đại Phật Sử, thì trong đó sẽ đầy đủ có rất nhiều pháp. Học trực tiếp vào các bộ kinh cũng được, học kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi. Kinh Tăng Chi Bộ cũng rất phù hợp với những người tại gia, dạy rất nhiều những cái đạo lý cách sống ở được tiểu bộ kinh. Học các cái bộ kinh đấy thì cứ học học về Tăng Chi bộ kinh trước, học Tương Ưng, học Trung Bộ, Trường Bộ, tiểu bộ kinh. Đấy là thì tùy duyên, mình gặp được cái pháp nào cứ học cái pháp đấy, rồi dần dần sẽ hiểu ra, cứ hiểu cái này, hiểu rồi dần dần một thời gian thì sẽ vỡ vạc ra dần dần. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hoa. Khi ngồi thiền, con sẽ bị quay vòng tròn sau 40 phút trở đi ạ, mà con không giữ im được, mặc dù con quan sát và nhận rõ việc bị lắc và quay. Mong sư hướng dẫn cho con tại sao và có bị sai gì đó khi công phu thiền không ạ? Ý chí nó mạnh quá, chú tâm căng quá nên nó thế. Nếu như để cho tâm nó nắng lại, nó an lại, nó tĩnh lại thì rải tâm từ khoảng 30 phút đầu. Nhắm mắt vào, mình hướng tâm ra một nhóm người thật đông và mình hình dung chung chung vậy, và niệm là cầu mong cho những người hiện thiện này được thoát khỏi những hiểm nguy, cầu mong cho những người hiện thiện này thoát hiểm nguy. Niệm như vậy liên tục, giữ hình ảnh đấy và tưởng niệm như vậy 20 đến 30 phút, rồi sau đó mới quay về hơi thở. Lúc đấy tâm nó sẽ nắng dịu và nó an tịnh và nó sẽ bớt cái trạng thái đi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hiếu Phước trên YouTube. Phạm giới nói dối do vô tình lúc nói chuyện hay có khi cố tình, thì giữa người xuất gia và Phật tử có khác nhau không ạ? Và sám hối như thế nào ạ? Dối làm sao? Phạm giới nói dối do vô tình lúc nói chuyện hay có khi cố tình, thì giữa người xuất gia và Phật tử có khác nhau không ạ? Và sám hối như thế nào ạ? Cái người thì cũng là giới nói dối. Do vô tình nói đùa ấy, thì nó chỉ là cái nỗi nhỏ, thì sám hối được thì mình chỉ đọc thì tùy theo. Nhưng người xuất gia thì có cái pháp sám hối của hai vị tỳ kheo, thì nói những cái lời sám hối với nhau. Còn Phật tử thì đọc cái bài sám hối ấy, vì mong muốn tránh khỏi thoát khỏi những nỗi nầm do thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đã tạo ra, nên xin thành tâm sám hối. Thì đọc cái bài Okasa sám hối, học cái bài sám hối, đọc lên trước ban thờ Phật. Thì đấy là mình có cái tác ý sám hối, hoặc là tự mình nhận ra như thế này là phóng dật, thế này là bất thiện, thế này sẽ tăng trưởng những cái bất thiện và nó không tốt, sẽ dứt bỏ nó, ngăn ngừa nó không nói năng bậy bạ như thế này ở tương lai nữa. Thì lúc đấy mình có cái phản tỉnh như vậy thì đấy cũng đã là cái sám hối rồi. Vậy mình phải nhận ra sớm, dứt bỏ sớm và ngăn ngừa sớm, có những cái tâm lý ấy thì dần dần những cái thói quen tật xấu ấy nó sẽ dần dần nó bớt đi thôi. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Lam. Cái thức đi tái sinh hết kiếp này đến kiếp khác không ngừng nghỉ thì nó cũng thể coi là một linh hồn bất tử đúng không ạ? Vì như con hiểu thì nó không biến mất mà tồn tại dưới các hình thức khác nhau ở các khóa khác nhau ạ. Cái linh hồn mà người ta quan điểm, quan niệm của những cái người mà người ta theo thần linh hay là thần học thì người ta nghĩ nó khác. Người ta nghĩ linh hồn là cái nó ra khỏi con người này và nó sẽ tồn tại vĩnh hằng ở một cõi nào đấy. Hoặc là có những cái người ở đời này người ta nhìn thấy những phi nhân hiện hình lên ấy, thì người ta nghĩ đấy là linh hồn. Và là người ta nghĩ rằng nhà mình có người mới chết mà cứ hay về báo mộng này kia, mà người ta nghĩ rằng chắc có linh hồn. Hoặc người ta tôn thờ ông bà tổ tiên ấy, người ta cúng bái, người ta nghĩ là có linh hồn của người chết về ăn những thức ăn ấy.
Thì người ta nghĩ cái linh hồn là như vậy, còn cái thức thì nó khác, nó như thế. Thức là cái ý thức, là cái suy nghĩ, cái tư duy của mình. Và khi mình chết thì cái thức này nó rời cái thân này, thì lại đầu thai, tái sinh sang một cái thân khác, vẫn là một cái chúng sinh khác. Thì trong cái chúng sinh đấy thì nó lại vẫn có cái duy trì cái thức tương tự như vậy, nó cứ sinh diệt hoài hoài như vậy. Cho nên không đồng hóa thức với linh hồn thì nó sẽ đỡ bị tà kiến. Thức là thức. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Huệ trên YouTube. Có người hay dùng câu Bụt Thích Ca thì có được không ạ? Có phạm lỗi bất kính không ạ? Bụt là Buddha. Buddha Thích Ca, Phật Thích Ca. Cũng không sao. Đấy cũng là Bụt. Thì đấy chỉ là cái cách nói của người Việt Nam ngày xưa, từ Buddha mà quên mất chữ đa, còn nhớ được mỗi chữ bút. Thế còn cứ gọi là Bụt, ông Bụt. Nhưng thực ra là các cái vị tỳ kheo người Ấn Độ sang truyền đạo ở giáo chỉ dạy người Việt Nam niệm Buddha. Niệm mỗi đấy còn quên mất chữ đa, nhớ được mỗi chữ bụt. Thì tùy mình. Nhưng mà nên, nếu là người học đạo sâu thì mình hiểu rằng như vậy nó vẫn còn thiếu. Mình nên bù đắp thêm vào là Buddha Thích Ca, Đức Phật Thích Ca. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Khi con hành thiền giải tâm từ, con thấy ăn lạc, không thấy tê chân. Nhưng sau khi xả thiền thì bị đau chân. Như vậy có sao không ạ? Như vậy là chuyện bình thường. Khi mình giải tâm từ nó có hỷ, có khinh an, định tĩnh, cho nên nó không thấy đau. Khi mình buông cái tâm từ ra là nó mất cái hỷ lạc khinh an đi thì nó lại đau nhức trở lại. Vậy thì cứ hành thiền tâm từ thật là thâm sâu và liên tục nhiều hơn nữa thì cũng dần dần đi đến đắc định được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh Khổng trên YouTube. Có những cách nào làm giảm nhẹ ác nghiệp của mình đã làm trong đời này không ạ? Trong kinh Đức Phật có ví dụ nào về việc làm nhiều điều thiện làm giảm nhẹ bớt các ác nghiệp không ạ? Có một cái ác à có cái thiện nghiệp cao nhất, đó là giữ giới và hành thiền, chỉ thiền quán. Nếu mình thực hành được thiền tuệ Vipassana, nó cắt được những cái ác nghiệp. Ví dụ như là tướng vị Angulimala đấy, giết người rất là nhiều, nhưng mà khi gặp Đức Phật độ cho xuất gia vị chứng A-la-hán rồi thì cái ác nghiệp nó hết đi. Thì cái nó diệt trừ cái ác nghiệp đấy cao nhất chính là sự thực hành thiền chỉ quán để nó đoạn trừ những phiền não ấy đi. Thì cái nghiệp đấy nó đi theo những cái dòng tâm thức của mình còn cái tâm bất thiện thì nó sẽ còn trổ cái quả đấy. Nếu mình cắt được nó đi rồi thì nó hết trổ. Cắt được tham sân si đi là nó hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Đăng Liệm. Xin sư giảng giải giúp con về phước hữu lậu và phước vô lậu ạ. Phước hữu lậu là khi mình làm một cái việc thiện gì đó, mình nguyện là cầu mong cho tôi được sống lâu mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, cầu mong tôi được giàu sang, hạnh phúc, và cõi người, cõi trời. Thì đấy là mình hướng cái phước ấy đến hưởng cái quả hữu lậu này, cái phước đấy nó đi kèm với phiền não gọi là hữu lậu. Còn nếu như khi nào mình làm việc phước gì, mình hướng đến cầu mong tôi chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau, cầu mong tôi đoạn trừ được phiền não tham sân si, những phiền não ngủ ngầm ở trong tâm, thì đấy là mình đang hướng đến sự vô lậu. Thì mình làm phước nên hướng đến vô lậu, cầu mong đoạn trừ tham sân si, đoạn trừ phiền não đi, thì cái phước đấy là hỗ trợ cho mình đạt được cái đạo quả giác ngộ vô lậu ở tương lai. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Kala trên YouTube. Trước đây con làm nghề bán hàng, thường sinh tâm nghi ngờ tiền giả khi có người đưa đồng 500.000. Nay con không bán hàng nữa, nhưng khi con đi mua đồ, lúc con trả đồng 500.000 thì con lại sinh tâm e sợ rồi biết mình đã đưa tiền thật ạ. Dạ, trước đây con làm nghề bán hàng thường sinh... Dạ, trước đây con làm nghề bán hàng thường sinh tâm nghi ngờ tiền giả khi có người đưa đồng 500.000. Nghi ngờ. Thì cái đấy thì không sao. Thì nghi ngờ cũng là cái mà mình cẩn thận thôi mà. Thì đấy là cái tâm cẩn thận. Thì mình suy xét xem nó có đúng thật hay giả. Thì cái đấy là tốt cho mình làm việc có trách nhiệm, cẩn thận.
Bây giờ thì mình không còn cái những nghĩa vụ, nhiệm vụ đấy nữa, thì mình thản nhiên. Cái chuyện đó là bình thường, không vấn đề gì hết. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Anthony. Những người phụ nữ mỗi ngày sức kem lên mặt, chăm chút da mặt cho đẹp hoặc tập thể dục, làm cơ thể gọn gàng, đẹp mắt, hấp dẫn cho người khác nhìn họ, thì họ có vi phạm giới trong đạo Phật không ạ? Còn những người hay chửi thề thì gặp quả báo gì ạ? Sư có cách nào giúp họ bỏ việc chửi thề không ạ? Người ta không phạm. Nếu như họ bắt quan trai giới thì giữ một ngày một đêm không trang điểm ấy. Nếu như mà trang điểm thì mới phạm giới. Còn mình không thọ cái giới đấy thì không phạm. Không phạm giới. Nếu như người đấy giữ năm giới rồi trang điểm chứ cũng không phạm giới. Chỉ có cái là cái người đấy còn tham ái với cái sắc đẹp của mình. Còn tham ái sắc đẹp đấy nó chỉ dẫn đến cái là người đấy sau này sinh lên cõi trời thì làm thiên nữ, sinh lại làm người thì làm phụ nữ. Khi nào dứt bỏ được cái đấy, muốn làm thân nam thì mình phải tập bỏ cái trang điểm đi, thì sau này mới làm người nam được. Thì chỉ khác cái thế thôi, chứ không có cái tội nghiệp nặng nề gì cả. Người nào mà chửi thề thì tội nặng. Cái người mà thề thốt đấy nó để lại cái ấn tượng rất sâu ở trong tâm. Nếu người đó là thề bất thiện, thề những cái tính thề độc, thề bất thiện thì sau này bị quả báo lớn. Trong kinh Đức Phật nói rất nhiều cái nhiều người vì cái lời thề độc mà phải đọa địa ngục. Nhưng mà có như một cái cô này, cô ấy có bị phạm tà dâm với một cái người nam khác, nhưng mà khi người chồng về thì cô thề nếu tôi mà làm chuyện đó thì tôi sẽ đọa địa ngục, và chính cái lời thề đấy khiến cho đến lúc chết cô đọa địa ngục thật. Đó là như vậy, cái lời thề nó sẽ ám ảnh trong tâm rất cao và nó rất dễ trở thành hiện thực. Cái lời thề xấu xa bất thiện thì không nên thề vì nó để lại quả thật sự. Nếu như mà mình thề bất thiện, dối trá, nên là hãy dứt bỏ ngay nếu như mình không muốn bị khổ đau ở tương lai. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Dương Chi trên YouTube. Con từng nghe một vị thầy giảng về phá kiết sử tỳ kheo, nhưng con chưa rõ lắm ạ. Nay mong sư giảng giải cho con rõ hơn ạ. Phá kiết sử tỳ kheo, kiết sử là phiền não. Phá kiết sử là một vị tỳ kheo đấy đoạn trừ được phiền não. Như là một vị mà chứng được các đạo quả, sơ đạo sơ quả, thì đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới kiếm thủ, đấy là diệt trừ được một phần kiết sử. Hoặc là một vị A-la-hán này đoạn trừ hết phiền não tham sân si, là diệt trừ được toàn phần kiết sử. Đấy đấy là phá kiết sử tỳ kheo, là thế đó, là vị tỳ kheo tu tâm để đoạn trừ phiền não, chiến đấu với này cái giặc phiền não ở trong mình, cho nên được gọi là phá kiết sử. Con xin đọc câu hỏi của hành giả David. Nhiều sư ngày nay vừa giảng pháp Phật vừa xen vào kể chuyện hài hước về cuộc sống, nên từ ngữ dùng để nói của sư giống như trong hài kịch. Thường Phật tử sẽ cảm thấy sư gần gũi, thích nghe và thích xem sư giảng vì vừa được học pháp vừa được giải trí. Những thiền sư hay những người tu tập lâu năm thâm sâu thì có còn cái tâm hài hước, còn thích nói chuyện vui ở đời không, hay lúc nào cũng trang nghiêm, chỉ nói chuyện về Phật giáo? Con là người nhìn hay nghe sự việc xung quanh với tâm trạng sẽ cảm thấy mắc cười nên cũng thích nghe kể chuyện vui. Con có cần chỉnh sửa điều này không, và làm như thế nào để thay đổi ạ? Như một vị mà giảng nghiêm túc thì không được, nếu mà theo đúng pháp của Phật thì không được đưa những cái pháp đời vào đạo, không được đưa những cái chuyện đời vào đạo, mà cũng không cần phải làm những cái trò vui để pha vui, để làm cười cợt nhớt nhà, làm mất cái tôn nghiêm, mất cái trang nghiêm của giáo pháp đi. Những người thật sự là tôn kính pháp thì vì ấy không cần phải pha chế những cái đời và làm cho bị cái pháp ấy bị nhạt nhẽo đi, pháp ấy bị ô nhiễm đi. Mà cái người nghe pháp cần phải có cái tâm cung kính pháp, thành kính pháp, lắng nghe pháp. Người thuyết pháp cũng vậy, cần phải tôn kính pháp, tân trọng pháp. Cho nên vì ấy tuyệt đối không đưa những cái đời vào đạo. Mỗi một vị giảng sư đưa một tí đời vào đạo, rồi dần dần đến một lúc nào đó một vị giảng sư ngồi thuyết pháp từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện đời không, chỉ có nói chuyện tình ái đời, chỉ nói chuyện bậy bạ,
để làm cho vui cho đời. Rồi cuối cùng vị ấy sẽ trở thành một diễn viên hài. Chứ vị ấy không còn là một giảng sư nữa. Và vị ấy sẽ đi vào địa ngục và dẫn những người nghe pháp ấy vào địa ngục theo. Nên là đừng có làm những cái trò đấy. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Được trên YouTube. Làm sao để xác định được Tây Phương Cực Lạc trong khi trái đất luôn chuyển động ạ? Tây Phương Cực Lạc. Nay ở trong kinh Phát Triển. Phát Triển thì nói thế. Trong kinh Nguyên Thủy thì không có, chỉ có các cõi thiên giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vậy một người mà học pháp Nguyên Thủy thì không có cái quan điểm ấy, không có tư tưởng ấy, không có pháp môn ấy, không tu theo pháp môn ấy, cho nên không quan tâm đến những cái lý thuyết ấy. Con xin đọc câu hỏi của Phật tử. Nếu một vị tu nữ được mời giảng pháp tại ngôi chùa của Phật giáo Phát Triển thì vị ấy có được giảng không ạ? Vị ấy có được giảng. Vị tu nữ thì được giảng cho Phật tử. Tu nữ không được giảng cho các tỳ kheo. Thế thôi. Còn vị tu nữ giảng pháp cho Phật tử được. Con xin đọc câu hỏi của Thiền Sinh. Có phương pháp thực hành như sau. Bạn phải giữ chánh niệm liên tục hay biết mình trong bất cứ oai nghi, tư thế nào, từ khi thức dậy cho đến khi ngủ. Đừng để tâm lười biếng hoặc bay nhảy tự do, vô tổ chức. Điều quan trọng là tâm phải luôn luôn làm việc, luôn luôn hay biết. Trong bất cứ việc gì bạn làm, giữ chánh niệm vẫn là điều quan trọng hàng đầu. Vậy, nếu cứ hay biết như vậy, liệu khi làm mới có thể thực hành để đoạn trừ khổ đau? Nếu cứ thực hành thiền hay biết từ sáng đến tối như vậy, thì có đúng theo những gì mà Đức Phật chỉ dạy không ạ? Nó chỉ đúng được một phần rất nhỏ. Đức Phật dạy là với cái người mới tập tu thì Đức Phật dạy này, người kia hãy đến rồi hãy biết các cái oai nghi, khi đi biết mình đi, khi đứng nằm ngồi duỗi co cúi ngước, ăn nói ngủ nghỉ đều biết rõ những cái oai nghi của mình. Đấy là pháp niệm oai nghi, để cho mình có cái oai nghi nó trang nghiêm tẩy chỉnh. Rồi khi nó thuần thục rồi thì vì ấy, rồi Đức Phật lại dạy này, người kia hãy đến đây, hãy đi đến gốc cây ngôi nhà trống, ngồi kiết già nương thẳng, nhắm mắt để niệm trước mặt, biết hơi thở vào ra. Rồi sau đó vị ấy vào sơ nhị tam tứ thiền, rồi sau đó mới phân tích ta thân năm uẩn, duyên khởi, tính sinh diệt, vô thường của vô ngã. Phải đi tuần tự từ thấp đến cao chứ, một cái người học chữ A thì phải học đến chữ B, chữ C chứ. Suốt ngày cứ A, không có học nên những cái lớp cao hơn. Thì cuối cùng làm sao hết được cái ngu, làm sao hết được khổ đau được. Nên là hiểu pháp không được hiểu một cách nông cạn như vậy, mà phải hiểu một cách nó khôn hơn tí nữa. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Hiền. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ có từ trí biện biệt danh sắc. Từ biện biệt có phải là trí xem xét phân biệt rõ ràng, không nhầm lẫn không ạ? Đúng rồi, thì muốn nói mạnh mẽ lên một tí, những cái là muốn thẩm sát cái danh sắc ấy, nó không phải là một cách dễ dàng, mà nó có một cái sự thâm sâu hơn, phân biệt một cách chi tiết rõ ràng hơn. Mỗi một cái sắc ấy nó có cái đặc tính, chức năng, phận sự, thể hiện nhân gần của nó. Cho nên là phải thấy rõ, rõ hơn nữa, thấy chi tiết, thấy nhiều khía cạnh khác nhau nữa thì mới hiểu sâu sắc về cái pháp ấy. Cho nên là ngài mới dùng cái câu ấy để nhấn mạnh. Dạ, con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin rời lại buổi sau ạ. Người niệm Phật hồi hướng. Idame bunyam asavakajam vaham hotu. Idame bunyam nibbanasa pichaju hotu. Mama bunya bhagam sabasathanam pachemi. Tế sa bê, mê đa măng, khun nha ba gam, na ban du, sa du, sa du, sa du.